một cái con tủ đồ nghề có thiết kế nhỏ gọn nhưng không nhỏ quá cũng không lớn quá, có thể khóa được, mang vác di chuyển, thiết kế thân kim loại và có khóa ở đây, và mọi người có thể chứa được những cái con máy khoan và máy bắn vít dòng to, ví dụ như dòng Makita 40V có thiết kế rất là to bự, hoặc là những cái con máy khoan cũng như vậy. Thì đây là một cái sản phẩm đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu của mọi người. Xin giới thiệu với mọi người, đây là một con tủ đồ nghề đến từ thương hiệu Chess, một cái con thương hiệu đến từ thị trường Mỹ nha, và giá bán những con này không hề rẻ, nhưng mà giá bán hiện tại này là được một cái lô của thị trường Nhật thanh lý ra. Đó, và tất nhiên là số lượng những cái sản phẩm như vậy là một cái số lượng có hạn nha. Trên cái con tủ này mọi người sẽ để được rất là nhiều đồ, bao gồm cả những cái sản phẩm có kích thước to bự. Ví dụ như những cái dòng mỏ led size 450mm, mọi người sẽ để được nhiều con mỏ led khác nữa. Đẩy vào như vậy. Rồi, tiếp tục là để được những cái cây búa, thì khả năng chịu tải của mỗi khay như vậy thì nó rơi được khoảng từ 15 cho đến 20 kg cho mỗi khay nha. Và đặc biệt những cái con tủ đồ nghề này, khi mọi người để đồ càng nhiều thì cái khả năng chịu lực và cái dây trượt của nó càng êm ái nha. Khi mọi người đẩy vô hết như vậy, cứ thao tác mạnh tay mình đẩy sát như vậy. Đó, khi đẩy sát vào thì mọi người đẩy lại, cái dây trượt bên dưới này sẽ được khóa lại nha, và không thể nào mở ra được. Nó đã được cái cơ chế bản lề tự khóa chỗ này rồi. Khi mở ra rồi thì mọi người có thể trượt này ra nha. Cho nên là thao tác cứ mạnh tay thoải mái vô tư, không thành vấn đề. Khi mọi người đẩy vào hết và mọi người đẩy nắp lại như vậy thì nó sẽ khóa nguyên cái dàn tủ bên dưới, kèm theo đó là có thêm một chỗ này mọi người có thể khóa. Và hiện tại là mình có thể mang vác di chuyển ở nhiều nơi. Trọng lượng không tải chưa bao gồm đồ nghề của cái con tủ này nó rơi vào khoảng từ 8,2 kg cho đến 8,3 kg. Khi chất full tải thì trọng lượng của con này rơi vào khoảng từ 30 cho đến 40 kg là thoải mái vô tư, không thành vấn đề nha. Ở phần nắp trên cùng này mọi người có thể tùy biến và tùy chỉnh mình để rất là nhiều việc. Ví dụ như những cái mâm tự tính như vậy mọi người có thể hít lên trên này và hít những cái mũi vít, đầu vít mà mình cần sử dụng cho máy bắn vít. Ngoài ra những cái ni vô thủy 500 mọi người có thể hít trên này. Rồi những cái cây tua vít dài size bao nhiêu thì mình đều có thể để hết. Tổng chiều dài của ngăn này là 51 cm, mọi người có thể để được rất là nhiều những cái sản phẩm mà nó dài. Chiều cao ở cái phần nắp trên cùng này nó là 9 cm, cho nên mọi người có thể để máy và gắn cái phần thân cục pin vô luôn thoải mái, và có thể an tâm đậy lại, nó không hề cấn gì hết nha. Tương tự với những cái phần khay bên dưới thì nó sẽ có cái chiều cao là 4 cm. Thước lọt lòng của cái đạn này nó rơi vào khoảng là 45 cm, có thể để được những cái vật rất là dài và an tâm cái vấn đề là chiều dài mình không sợ nha. Nếu như dài quá thì sẽ có ngăn trên này nó sẽ rơi vào khoảng là 51 cm, để được những cái kích thước lọt lòng rất là nhiều. Và mình là Khánh đến từ kênh Đồ nghề Nhật Mỹ, chuyên review những đồ nghề dụng cụ cầm tay chính hãng. Và sản phẩm tủ đồ nghề đến từ thương hiệu Jesh này, hiện tại thì bên shop sẽ chạy một chương trình, đó chính là mấy anh em khi mà đặt hàng trực tiếp từ shop Đồ nghề Nhật Mỹ và bấm đăng ký kênh bên dưới thì shop sẽ tặng cho mọi người những cái tấm form lót này. Nó không đáng bao nhiêu nhưng mà thật sự rất là cần thiết cho cái tủ đồ nghề của mình. Nó vừa êm, vừa không làm chày tủ nhưng mà lại không làm chày đồ nghề. Tại sao mà mình không sử dụng nó? Thì shop sẽ ưu đãi dành tặng cho những quý khách nào đặt hàng trực tiếp từ kênh Đồ nghề Nhật Mỹ. Nhớ bấm subscribe bên dưới nha. Và Đồ nghề Nhật Mỹ xin hẹn gặp lại các anh em vào cái video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.